và người Bình Dương năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2022 trên kênh BTV2 livestream trên fanpage và kênh YouTube BTV Thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ 6 năm 2022, khỏe để xây dựng và phát triển quê hương Bình Dương. Sang Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.